Nhà văn hóa sinh viên thành phố Hồ Chí Minh vừa chào hè bằng một chương trình Thành phố tôi yêu với chặng đầu tiên mang tên Tiền nhân mở cõi. Đây là hoạt động du lịch về nguồn bằng xe đạp nằm trong đề án bảo tàng lịch sử trực tuyến về những anh hùng trẻ tuổi Việt Nam mà nhà văn hóa sinh viên đang thực hiện. Trong kỳ đầu tiên diễn ra sáng nay, ngày 15 tháng 6 năm 2014, 20 bạn học sinh sinh viên và những người thích khám phá Sài Gòn đã được tìm hiểu về lịch sử Sài Gòn Gia Định qua những lăng mộ cổ của tiền nhân khai phá đất Sài Gòn Gia Định xưa như cụ Phan Chu Trinh, Long Vân Hầu Trương Tấn Bửu, một trong những ngũ hổ tướng Gia Định, Lê Văn Duyệt, Tổng trấn Gia Định. Cái chuyến đi này thì mình hiểu thêm rất là nhiều về cái địa danh lịch sử ở bên thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua chương trình này thì giúp mình thấy chung là bảo vệ, vừa có rèn luyện sức khỏe này, bảo vệ môi trường, lại hiểu thêm rất là nhiều kiến thức. Hành trình được tổ chức định kỳ hàng tháng. Trong mùa hè này, hành trình được thực hiện với 4 kỳ gồm Tiền nhân mở cõi, Guinness Sài Gòn, từ Sài Gòn Gia Định đến thành phố Hồ Chí Minh và Hơi thở xanh.